Chúng ta sẽ căn cứ vào ba main tình huống tôi nêu và các bạn sẽ chuyển thành câu hoàn chỉnh nhé. Đi với kadoka. Idesuka. Ví dụ, nani o shite iru ndesuka? Haremasuka? Tenkin? Yoho o mite imasu. Cậu đang làm gì vậy? À, bữa nắng, có nắng không nhỉ? Bây giờ tôi đang xem dự báo thời tiết. Vậy là gì? Tôi đang xem dự báo thời tiết để coi có nắng hay không. Đôi mask có Hareru kadoka denki yoho o mite irun desu. Ii desu ka? Chà, dozo. Minasan, o hanashite kudasai. Hareru kadoka denki yoho o mite irun desu. Hoặc chúng ta có tình huống là xác nhận xem là có đủ tiền không, thấy loay hoay, nhìn thấy bạn đang loay hoay đúng không ạ? Hỏi là gì? Nani o shite iru desu ka? Bạn bè trả lời là gì? O kane ga tarimasu ka? Tashikanemasen na. Có đủ tiền không? Tôi đang xác nhận. Vậy là gì? O kane ga tariru kadoka? Tashikamete iru desu. Dozo. Mỗi chi độ, o kane ga tariru kadoka? Tashikamete iru desu. Hoặc chúng ta có tình huống chúng ta xem là chúng ta tìm xác nhận xem là cái hành lý nó đã tới chưa. Vậy là gì? Nani o shite iru desu ka? À, nemotsu ga todokimashita ka? Tashikamemasu. Xác nhận xem là gì? Cái hành lý đến chưa? Vậy chúng ta sẽ nói là gì? Nemotsu ga todoita kadoka? Tashikamete iru desu. Mỗi chế độ này, nemotsu ga todoita kadoka tashikamete irun desu. Và trong phần này đã đến hay chưa, hành lý đến hay chưa, chúng ta sẽ sử dụng chia thể quá khứ todokimasu chuyển thành todoitemasu, todoita. Ii desu ka? Và phần này tiếp nữa, cậu đang làm gì vậy? Tôi đang xác nhận xem là phòng học có thể dùng được chưa. Vậy là gì? Kyoushitsu. Được rồi, kyoushitsu ga tsukaeru kadoka tashikamete irun desu. Được rồi. Mỗi chế độ này. Ii desu ka? À, chúng ta đang nhìn thấy bạn đang làm gì đấy? Nani o shite iru desu ka? Dozo. Xác nhận xem là có cái khách sạn nào tốt không đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ nói là gì? Ii hotel o arimasu ka? Tashikamemasu. Câu của chúng ta sẽ là gì? Mỗi chế độ này, いいホテルがあるかどうか確かめているんです。どうぞ。いいホテルがあるかどうか確かめているんです。じゃあ、皆さん、下の問題は、日本語に訳してくださいね。各位、せっかくお座りさんと言うね。Cơn bão số 9 đến Tokyo hay không? Hoặc là đến Tokyo hay chưa? Vẫn chưa biết. À, cơn bão thái phượng số 9 là Kyugo. Và Nihon e kuru ka dou ka mada wakarimasen. Cơn bão số 9, thái phượng Kyugo. Chào mến nha sang, nhận được rồi sẽ nhé. Thái phượng Kyugo và Nihon e kuru ka dou ka mada wakarimasen. Nhị, tôi không biết là tham gia dự tiệc tất niên được hay không. Vậy là gì? Bohoren kai ni susseki ga dekiru ka dou ka meru de henji kudasai. Hoặc henji o kudasai. Henji shite kudasai hoặc henji o kudasai. Hãy gửi mail để xác nhận là có tham gia cái lễ tất niên được hay không. Ii desu ka? Dozo. Bohoren kai ni susseki dekiru ka dou ka meru de 返事をください。どうぞ。thấy lo lắng là không biết là có bạn bè hay chưa. À, tomodachi ga dekita ka dou ka senpai desu. ただだ皆さんは日本に来ました。で、両親はうちにいます。こういう文を作ります。
Giả sử là ba mẹ của các bạn ở nhà và các bạn đang đi sang Nhật rồi và ba mẹ đang lo cho các bạn, nói là không lo lắng là không biết là nó đã có bạn ở bên đấy, nó đã có bạn hay chưa. À, số tiếp theo nhé. Chào mừng anh sang nhận được cái này. Tôi muốn đặt chị cả được kita kado ka xin bài test. Một chế độ này. Tôi muốn đặt chị cả được kita kado ka xin bài test. Có thể đọc sách ở chỗ này hay không? Xin hãy xác nhận lại xem. Vậy là gì? Có thể đọc sách ở chỗ này hay không? Thì hãy xác nhận xem. Koko de hon ga nyomeru kado ka tashikamete kudasai. いいですか？どうぞ。もちろんね。Chúng ta nhìn vào cái một món ăn là cái món ăn này có ngon hay không tôi cũng không biết chẳng hạn. この料理は美味しいかどうかわかりません。どうぞ。もちろん。Uống này này, liên quan đến kết hôn này này, chúng ta sẽ sử dụng câu như sau. Nihon go no sensei ga kekkon shite iru ka dou ka wakarimasen. Chúng ta có câu này, cô giáo tiếng Nhật đã kết hôn hay chưa? Tôi cũng không biết. Cái việc mà kết hôn thì chúng ta sử dụng là kekkon shite imasu, cho nên trong tình huống này chúng ta sẽ nói là gì? Nihon go no sensei ga kekkon shite iru ka dou ka wakarimasen. Vì động từ này là động từ mang tính chất trạng thái, it is ga, cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái này. Nếu như mà kết hôn rồi có nghĩa là kết hôn shimashita, mà sử dụng cho trường hợp này là đã ly hôn rồi, cho nên sẽ sử dụng kết hôn shite iru ka dou ka. Chà đô rồi nè. Nihon go no sensei ga kết hôn shite iru ka dou ka wakarimasen. 7 番thứ 7. Ví dụ thế này, thứ 7 tuần này đang nói chuyện với, chúng ta nói chuyện với đối tác, là giả sử là chúng ta muốn gặp đối tác chẳng hạn, nhưng mà thứ 7 tuần này có thuận lợi không thì tôi chưa rõ chẳng hạn. À, so います. Đố nhô bi và tsu go ga i ka do ka ma da wakarimasen. Và nói là cái điều kiện thuận lợi này liên quan đến tsu go ga i wa rui. Tsu go ga i là điều kiện thuận lợi mang tính chất về thời gian, it is ka. Ngược lại là tsu go ga wa rui. Và câu này các bạn hãy học thuộc liên quan đến tsu go ga i nhé. Đố rồi. Đố nhô bi và tsu go ga i ka do ka ma da wakarimasen. Đố rồi. Tôi thấy lo lắng cái bài phát biểu là có tốt hay không. Bây giờ giả sử là các bạn phát biểu xong và tôi lo lắng không biết bài phát biểu có tốt hay không, nghi ngờ như vậy đúng không? Vậy chúng nói là gì? Happy ga umaku iku ka dou ka shinpai desu. À, có tốt hay không, cái cụm từ umaku iku ka dou ka là có đi đến một cái điểm nào đó không, ý là có tốt hay không, và chỗ này các bạn cũng cần phải học thuộc. Một chế độ này, happy ga umaku iku ka dou ka xin bài test. Được rồi. Kiểu chúng ta nói là nên nói chuyện kỹ xem là ý kiến có hợp hay không, it is cả. Và ở trong những cái câu dịch như thế này, chúng mình cho những cái câu ví dụ như ý kiến có hợp hay không, chúng mình luôn luôn đưa lên ở đằng trước như thế này để cái việc dịch cho các bạn dễ hơn. Ý kiến cả au ka dou ka yoku hanashita hou ga ii desu. À, ý này rất là hay đúng không ạ? Khi mà chúng ta đưa ra ý kiến ạ, ố ưu tự kiến ấy, khi đưa ra ý kiến thì nó phải là gì? Ý kiến ạ, ao có hợp hay không thì cũng phải nói kỹ, rất tốt trong trường hợp này. Ý kiến ạ, ao ka dou ka yoku hanashita hou ga ii desu. Được rồi. Một chế độ đi. Ví dụ là chúng ta đi ra đường trần một cái xe, hai cái xe đổ, nghĩa là gì? Chỉ cổ tai nạn với nhau và quay ra chúng ta hỏi là gì? À, không biết là anh có bị thương hay không mà chạy ra nâng đỡ mọi người xem tiền kiểm tra xe nào xác nhận. Và khi đó là gì? Kega wo shimai ka dou ka tashikamete kudasai. Được rồi. Mỗi chế độ này, kega wo shimai là bị thương. Kegao shinai ka dou ka tashikamete kudasai.
Chứ chị, khi chúng ta ở trên ví dụ như là Bát Sự hay là khi xuống Shinkansen hay là máy bay thì chúng ta nói là gì? Thử kiểm tra xem là có quên đồ hay không đó. Vậy chúng ta sẽ nói là gì? Wasure mono ga nai kado ka shirabete kudasai. Được rồi. Mỗi chế độ này, wasure mono ga nai kado ka shirabete kudasai. Cái này cũng quan trọng nữa, khi mà chúng ta mang lên sân bay thì họ sẽ làm cái kiểm tra những cái đồ sắp xếp các thứ như là dao, vậy là gì, kiểm tra là có mang dao hay không, like it is cả chúng ta sẽ có này gì, knife を持っていないかどうか調べます。どうぞ。もちろんね、ナイフを持っていないかどうか調べています。調べます。いいですか、皆さん。ここまではかどうかの、練習を皆さんもう一度このビデオを見て作ってくださいね。